À, cả nhà hôm nay mình làm bánh bánh kem dâu nha cả nhà. Giờ mình có dâu, trái cherry là 250 g nha, 100 g bột nha, 40 g bơ, 40 g sữa, sữa tươi cả nhà, sữa công đường, 95 g đường. Có 500 ml kem béo nha cả nhà. Mình có cái họ cái khuôn này để mình làm bà mình bỏ bánh vô nướng nha. Rồi mình có 4 cái trứng gà, 10 g hành nì mật ong nha cả nhà, 75 g đường, 1 muỗng tinh dầu vanilla. Rồi xong, mời cả nhà theo dõi mình làm nha. Giờ mình bỏ sữa với bơ vô, mình bỏ vô microwave nha cả nhà. Bây giờ mình đập trứng bỏ vô đây, mình bỏ sugar vô nè, 95 g sugar và đường đó nha, bỏ 95 g đường nha, bỏ vô 4 cái trứng để mình đánh nha. Đó, đây mình bỏ với mày quay, mình quay rồi cả nhà, mình quay một 30 giây à. Cả nhà ơi, bây giờ mình đánh cái trứng với chưa có bột, trứng với gì, egg sugar sugar đường à, trứng trứng với đường với mật ong nha cả nhà. Bây giờ xong rồi, bây giờ nó đặt lại rồi đó. Rồi cả nhà coi mình làm tiếp tục nha. Rồi giờ mình bỏ bột tiêu nha cả nhà, có cái đồ bột, ý luộc bột á. Lượt bột cái nha, lượt bột cho nó đừng có dính cục á. Giờ bỏ bột vô vậy. Mình quậy chứ mà không đánh tay à, không đánh máy à. Này là bánh sinh nhật kìa cả nhà, này là bánh sinh nhật luôn á.
Ở nhà mình có cháu có làm có sinh nhật đó, mình làm cái bánh nhỏ nhỏ cho cháu khỏi. Nếu mình trộn bột nó đều, giờ mình bỏ bơ vô nó Chưa nha. rút. Bơ với sữa nãy mình quay á, giờ mình đổ vô. Vô mình đánh tiếp. Vậy mình đổ vô khuôn mình nướng nha cả nhà. Rồi, giờ mình bỏ vô trong lò mình nướng 35 phút nha cả nhà. À, chút xíu bánh chín mình đem ra cho cả nhà coi nha. Xong rồi cả nhà, nó đặt lại cái kem mình chét ở ngoài vòng vòng ngoài á. Bây giờ bánh mình cắt rồi xong mình bỏ nước ấm ấm dưới đường nha cả nhà. Nước ấm ấm mình quậy trong cái chén nha, mở lên. Bây giờ mình bỏ kem vô cả nhà. Để mình làm bánh sinh nhật tại nhà nha.
Bây giờ mình bỏ trái dâu lên, bánh kem, trái cây, trái dâu nha cả nhà. Rồi, mình bỏ trái dâu lên xong mình bỏ kem lên lớp nữa nha cả nhà. À, giờ mình bỏ nước đường với lên cái bánh ở trên này cả nhà, cái lớp này lớp trên này. À, giờ con mình nó úp xuống úp xuống. Giờ mình bỏ kem với trái dâu ở trên nữa cả nhà. Giờ mình thoa kem xong mình bỏ trái dâu lên nha cả nhà. Dầm vào trái dầu lên, dầm bắp bông. Dầm bắp bông nha cả nhà. Mình bỏ kẹo vô cả nhà ơi. Hộp trân châu này là làm bằng kẹo nha cả nhà, là bằng kẹo không nha, chắc lịch không nha. Giờ mình làm cái viền luôn nha cả nhà, làm cái viền cho nó đẹp. Stick it on now. Stick it on. Oh, yeah. Should we put purple on? Put purple. Cái màu xanh không? Xanh màu trắng nè. Trời cả nhà ơi, cái bánh birthday nè, bánh sinh nhật đẹp không cả nhà? Mình đã làm hoàn thành nha cả nhà. Happy birthday nè nha.
quay vòng tròn ra cho cả nhà coi. Rồi, nếu mà cả nhà nào yêu thích tắm cho mình xin một like nha. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ mới chụp ngang vậy cho anh đừng có thấy. Vậy nè.